Đây mấy bà con, cá chín rồi đấy. Cá chín rồi, bây giờ lại trồng tiếp. Chưa hại hiện là trồng tiếp rồi. Hàn Quốc này thôi, khỏi nói, không bỏ thời gian nữa. Cái chị bên kia trồng bên kia cả. Đó, trồng bên kia, đó, đó. Thôi trồng được à? Chủ vâu à? Sao mà chúng người khác này giống cái kiểu mà mấy người gì đó, mấy người à, đi mấy người Pakistan à, Pakistan mấy các nọ đó, các nọ là giống Pakistan đây, giờ đây giờ mặt này đây nọ mà chúng người khác này giống Pakistan. Chào cái coi đó, cả hai chưa hết mới bắt đầu là trồng tiệm nữa đó, gọi là Hàn Quốc là không bỏ không chụp một thời gian, tiết kiệm thời gian tới nơi tới chỗ luôn á. À, trồng các con bưng cái rổ cá giống lên nha. Kia bưng cái rổ kia nó đẹp hơn nè, nó bưng lên cho đẹp nè, nè đó trồng trong này cái giống trong này cái giống nha, một sọt lên trăm trăm cây hả, là trăm cây ok nè, nè cái trồng tiếp nè. Cả chưa hại xong là trồng tiếp rồi. Tận dụng thời gian tối đa các bạn. Tận dụng thời gian rồi. Đây, mồi đổ nè. Nói chung là không bỏ mất thời gian. Cả bên này vừa chín là cái là vừa hại hết, cái này là cả này vừa nở rồi, tiếp rồi. Quanh năm suốt tháng này. Cho trái liên tục luôn. Bạn nào qua Hàn Quốc mùa đông là bao ấm luôn. Mùa đông bao ấm luôn ha. Đó. Có ai Việt Nam mình có chơi mua đen này chưa? Chưa bao giờ. Đó, nó cả nó chỉnh, cả nó chỉnh cho mình nó. Đó. Đó. Nó dư trụ là cái dự án thịt cái lớp cả này là cả này vừa lên nó tiếp nổi nó cha truyền con nổi chứ. Đó. À, cứ vậy đó. À. Lại. Thôi thì làm đi. Rồi, bye bye. Chào các bạn nha.